xin mến chào tất cả anh em nhá. À, anh em có thể nghe thấy tiếng tí tách rất là hay đúng không ạ? Thì với cấu hình ngày hôm nay em xin giới thiệu với anh em, chọn bộ này trị giá 31 triệu anh em nhá. Em sử dụng cặp loa V12 bát 30. Cặp loa này thì không còn gì xa lạ với anh em rồi. Chơi gia đình, anh em còn chơi ở phòng hát, tuyệt vời luôn. Giá bình dân, giá cặp này chỉ 8 triệu thôi anh em nhé. Hàng nhập nguyên con, là một trong những cái dòng loa giá bình dân mà chất lượng cao cấp của bên em anh em nhé. Anh em trong tầm 10 triệu, 12, 15 triệu không thể kiếm được cặp nào như này đâu. Khẳng định với anh em về cả chất âm anh em nhé, sức chịu đòn và chất âm. Đấy, giá của nó hiện tại chỉ có 8 triệu thôi. Nói chung là với mặt bằng chung thì con này khá giá khá thấp so với chất lượng anh em nhé. Và tiếp theo thì chơi bạo lực ở đây em sử dụng chiếc súp KT18 bát 50 anh em nhé. Dòng này chuyên nghiệp luôn anh em nhé, có thể chơi cả ngoài trời. Anh em chơi một cặp hoặc là hai cặp thì ghép vào thì đánh ngoài trời ngon lành luôn. Và rất là gọn nhẹ, dễ chỉnh, dễ chỉnh súp anh em nhé, vì cái giải tần của nó rất là dễ chỉnh luôn. Đấy, bình thường anh em cứ vang, anh em nếu mà chỉnh súp ấy chỉ để mặc định nó đã hay rồi. Cái bản chất cái súp này nó cũng đã rất là hay anh em nhé, không cần phải căn chỉnh súp nhiều đâu, tiếng súp sẽ rất là sâu đó. Dàn máy ở đây em đang phối ghép đó là sử dụng con mic U75. 75 này thì giới thiệu nhiều rồi và nhiều anh em dùng rồi, hầu như là đều khen ngợi nó, cái chất mic của nó rất là bay, tiếng mic rất là bay và hội tụ đầy đủ công nghệ như là tự động ngắt hoặc là cảm biến gia tốc và dò sóng sạch anh em nhé. Đấy, giá của nó là 2.400.000 đồng. Bộ mic này thì đã quảng cáo khá nhiều và hầu như các bộ dàn của bên em đều sử dụng bộ mic này hết anh em nhé. Giá là 2.400.000 đồng, rất là giá rất là êm cho anh em. Tiếp theo đó là con vang D5. Con D5 này thì tiếng vợt của nó cực kỳ sạch luôn anh em nhé, và tích hợp nhiều công nghệ, chỉnh tay dễ dàng, chỉnh eco reverb dễ dàng. Đó, anh em có thể thấy con này có chip pad bảo hành 3 năm cho anh em. Đấy, giá của nó là 4.100.000 đồng. Đó, con này thì chơi thì tuyệt vời luôn rồi, không còn chê luôn. 4.100.000 đồng. Con này thì 8 cổng ra luôn anh em nhé, sau anh em ghép nhiều đẩy thì nó rất là dễ. Và thiết bị tiếp theo đó là con quản lý nguồn P9. Con này thì có automat, có lọc nguồn luôn anh em nhé, tích hợp luôn lọc nguồn. Và giá rất là bình dân, 1.800.000 thôi. À, 1.6 triệu, xin lỗi anh em, 1.6 triệu. Đó, con này không cần phải giới thiệu vì một trong những cái con quản lý nguồn giá rất là rẻ rồi. Đó. Con cục đẩy cuối cùng ở đây em xin giới thiệu với anh em đó là con 904XS. Con này thì với công suất là 900W, cũng là hàng rất là mới về. Đó, và con này là một trong những cái con đẩy mà em thấy nó bền bỉ cực kỳ luôn anh em nhé, chất lượng cực kỳ bền bỉ luôn. Và giá thành vừa phải, giá chỉ 8.3 triệu thôi. Ở đây em đang đánh với một cặp loa và một con súp. Đấy, vẫn dư rất là nhiều công suất anh em nhé. Đó, sau anh em có thể nâng cấp, nếu anh em dùng gia đình thì anh em có thể nâng cấp thêm một cặp loa nữa. Đó, thì anh em có thể nâng cấp. Thì với combo này thì anh em chơi tốt trong tầm 30m2 đến 40m2 anh em nhé. Thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Đó, thì nó tuyệt vời luôn. Đó, và lắp ghép thì nó rất là đơn giản, sử dụng vang số và micro không dây, cục đẩy 4 kênh thôi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo một cặp loa và một con súp hơi 50, rất là gọn gàng anh em nhé. Đó, thì hôm nay giới thiệu với anh em với combo này. Anh em xem video, nếu muốn mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Và mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm của bộ cấu hình này. Em sẽ hát karaoke thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ. Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái bộ cấu hình trị giá là gần 31 triệu này anh em nhé. Đấy, cấu hình này rất là cao cấp luôn. Cặp loa full 30, dàn máy và một quả súp 50 anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái cấu hình này anh em nhé. Lạy Chúa con là lính trận hòa thiên, vì xa thành phố xa quá lên quê, đêm nay ngôi hai trời xuống
ánh sao lung linh muôn màu, có tường hoa châu soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ điển quy, chồng con vì nước lên đã xa đi. Tháng ba năm chưa hòa chi, hết thu quá xuân sang hè, có đời tan đập mới tìm về. Đàn xe không chung, đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày mai. Đêm nay người xuống đời, xin đem hồn vui tới những đôi môi.